Kết quả vòng 5 Bundesliga, Haaland lập cú đúp, Dortmund bám sát hùm sám. Ngôi sao Erling Haaland đã đóng góp 2 bàn thắng trong trận đấu của Dortmund vượt qua Union Berlin với tỷ số 4-2 tại vòng 5 Bundesliga diễn ra đêm qua và rạng sáng nay 20 tháng 9, giờ Việt Nam. Sau 4 vòng đấu đầu tiên của Bundesliga mùa này, Dortmund đã có được 3 trận thắng và để thua 1 trận trên sân của Freiburg ở vòng 2. Với việc Bayern Munich đã có chiến thắng đậm đà trước Bochum với tỷ số 7-0 trong ngày hôm qua, Dortmund cần phải có được 3 điểm để đeo bám đội đầu bảng. Ngay ở phút thứ 10, Guerrero đã giúp Dortmund vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha dứt điểm đẹp mắt. Đến phút 24, Haaland bật cao đánh đầu ghi bàn và nhân đôi cách biệt sau đường tạt bóng của Meunier. Sang hiệp 2, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng thứ 3 khi cầu thủ Friedrich đá phản lưới nhà. Những phút sau đó Union Berlin đã khiến chủ nhà lo lắng khi Kruse và Von Sommer ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, Haaland đã nhấn chìm hy vọng của đội khách bằng bàn thắng ở phút 83 và giúp cho Dortmund giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Với 2 bàn thắng này, Haaland đã vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới Bundesliga với 7 bàn cùng Lewandowski. Ở trận đấu trước đó, Stuttgart đã để thua trên sân nhà trước Leverkusen với tỷ số 1-3. Trong trận đấu cuối cùng của vòng 5, đội bóng Wolfsburg đã không thể vượt qua Frankfurt trên sân nhà khi để đối thủ cầm hòa 1-1. Với những kết quả của vòng 5 Bundesliga, đội bóng Bayern Munich đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm. Wolfsburg đứng thứ 2 cũng với 13 điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng thua và Dortmund đứng thứ 3 với 12 điểm sau 5 vòng đấu. Hà Nội thâu đêm truy vết F0 ở ổ dịch phường Việt Hưng, trong ngày 19 tháng 9, Hà Nội ghi nhận có 20 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó đáng chú ý là ổ dịch tại phường Việt Hưng, quận Long Biên có diễn biến phức tạp. Cả đêm đến rạng sáng nay 20 tháng 9, lực lượng chức năng quận Long Biên đã tiến hành lấy mẫu test toàn bộ cư dân tại 3 tổ dân phố để sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng. Trong ngày 19 tháng 9, ổ dịch tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 12 ca dương tính SARS-CoV-2. Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ cư dân thuộc 3 tổ dân phố. Dự kiến hết đêm 19 tháng 9, sẽ hoàn thành khoảng 5.000 mẫu gồm toàn bộ người dân ở 3 tổ dân phố trong phường Việt Hưng. Công tác lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành cả trong đêm cho đến khi hết mẫu, người dân đến lấy mẫu test được cán bộ y tế kiểm tra mã QR code khai báo y tế trên điện thoại thông minh. Sau khi có kết quả xét nghiệm, người dân sẽ nhận được thông tin qua ứng dụng Bluezone. Những người dân được thông báo đến lấy mẫu test theo từng nhóm nhỏ để tránh tình trạng tập trung đông người tại khu vực lấy mẫu, cán bộ y tế kiểm tra cũng như ghi thông tin của những người dân khi đến đây lấy mẫu xét nghiệm. Người dân đứng đợi lấy mẫu xét nghiệm được yêu cầu giữ khoảng cách, không nói chuyện với nhau để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Nhân viên y tế chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, được biết toàn bộ 5.000 mẫu test COVID-19 tại phường Việt Hưng sẽ có kết quả trong ngày 20 tháng 9, xe cứu thương di chuyển vào khu vực phong tỏa lấy mẫu test đi kiểm tra. Công tác lấy mẫu xét nghiệm vẫn diễn ra khẩn trương trong đêm 19 tháng 9. Thí sinh đạt 29,5 điểm trượt tất cả các nguyện vọng vào đại học. Trong 61 thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng đại học nào, có 60 em chỉ đạt duy nhất 01 nguyện vọng, chỉ có 1 em đạt 02 nguyện vọng. Thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, số thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 3 môn ở mọi tổ hợp từ 27 điểm trở lên chiếm 4,7% tổng số hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phân tích dữ liệu thí sinh có điểm xét từ 29,5 trở lên trượt nguyện vọng như trên. Bộ Giáo dục Đào tạo phân tích các trường công an, quân đội có cách tính điểm xét khá phức tạp, kết hợp cả điểm học bạ cùng với nhiều tiêu chí, điều kiện khác nên việc phân tích dữ liệu và việc đỗ hay trượt ở đây không có nhiều ý nghĩa. Trong 61 em không trúng tuyển nguyện vọng nào, có 60 em chỉ đạt duy nhất 01 nguyện vọng, chỉ có 1 em đạt 02 nguyện vọng, 59 em có nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội và đều chỉ có 01 nguyện vọng, trong đó 57 em tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước có lẽ thuộc đối tượng đã đi nghĩa vụ nay được cử đi thi. Học viện Chính trị Công an Nhân dân có 800 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu chỉ có 50. Trường Đại học Hồng Đức có 2 ngành điểm chuẩn 29,5 đều là sư phạm chất lượng cao, ngữ văn 30,5 và lịch sử 29,75, tỉnh Thanh Hóa có chế độ ưu đãi đặc biệt, chỉ tiêu mỗi ngành chỉ 15 em.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có hai ngành điểm chuẩn 29,5 là Hàn Quốc học 30,0 khối C00 với 10/40 chỉ tiêu các khối thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và Đông Phương học 29,8 khối C00 với 15/40 chỉ tiêu các khối thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hai ngành này cũng tuyển các khối khác nhưng điểm chuẩn không quá cao, 25,6 đến 27,9 điểm. Trường Đại học Ngoại thương có ngành ngôn ngữ Trung Quốc điểm chuẩn 39,35/40, môn tiếng Trung nhân hệ số 2, chỉ tiêu còn 30 cho điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên tổng số 90 chỉ tiêu, 60 chỉ tiêu xét theo phương thức khác.